Hôm nay mình chia sẻ một món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Đó là tôm xào bông cải xanh và bông cải vàng, hay còn gọi là tôm xào broccoli đó. Thì ở đây mình mua được hai loại broccoli, là một cái màu xanh và một cái màu vàng ha. Mình có nửa ký tôm lột vỏ rồi thì còn khoảng 450 gram ha. Còn hai cái bông cải này là khoảng 800 gram. Thì rất là đơn giản thôi. Gia vị nêm có thì mình chỉ có muối và hạt nêm. Nếu ai ăn đường thì thêm một ít đường cùng với hai muỗng dầu ăn. Rồi trước tiên mình đi lột vỏ tôm cho thiệt là sạch. Rồi mình cắt, mình lấy cái chỉ đen trên lưng. Rồi mình rửa cho sạch rồi mình để ráo ha. Rồi để qua một bên. Sau đó thì bông cải mình cắt thành từng miếng nha, bông cải ra ha, tách rời ra như vậy. Mình cũng rửa sạch và để ráo ha. Bây giờ mình sẽ đi bắt lên đun sôi nước để mình trụng, mình chần cái bông cải này rồi mình xào nha. Bắt lên bếp một cái nồi nước. Rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê muối. Đậy nắp lại chờ cho nó sôi lên và mình sẽ trụng cái bắp cải xanh vàng ha. Trong khi chờ nước sôi thì mình sẽ đi lấy một cái thau nước và cho một ít nước đá vào, để lúc mà mình trụng cái cải ra mình cho vào đây để mục đích là giữ cho cái cải nó được giòn và nó được màu xanh, không giữ màu xanh ha. Bây giờ nước đã sôi, mình để lửa lớn ha các bạn, để cho nó xanh, cái bông cải mình đã được xanh. Mình sẽ thả hết hai cái màu bông cải này vào nha. Mình bỏ muối vào trong nước để trụng rau cho nó được, trụng cải cho nó được xanh đó, nó giữ màu xanh đó ha các bạn. Mình sẽ chần qua nước sôi khoảng 2 tới 3 phút thôi, chứ không có nấu mềm nha. Sau khi chần được 3 phút ở trên bếp thì mình tắt và mình vớt nó ra cái nước lạnh nha. Mình tắt bếp rồi mình vớt nó qua trong cái thau nước lạnh mình chuẩn bị sẵn. Mình có cho một ít đá để cho nó lạnh thôi chứ không có cần phải thiệt nhiều ha. Vớt ra đây. Mình sẽ cho nó ngâm trong nước khoảng chừng 4-5 phút đó, rồi cái mình sẽ đổ ra rổ và để ráo và mình sẽ đi xào tôm ha. Rồi mình để đây khoảng 4-5 phút nha. Bây giờ tiếp tục bắt cái chảo lên để xào tôm ha. Bắt lên trên bếp một cái chảo. Mình cho vào đây từ 2 tới 3 muỗng dầu ăn. Dầu này mình đã phi tỏi, dầu olive organic. Mình ăn healthy thì mình mua toàn đồ organic thôi nha cả nhà. Dầu olive này là dầu cooking chứ không phải là cái olive extra virgin là mình để mình ăn sống, ăn salad ha. Còn cái này olive này để cooking ha. Thì mình đã khử tỏi thơm, mình chỉ chờ cho nóng thôi. Nếu các bạn nào thích ăn dầu mỡ nhiều thì mình có thể cho 3 muỗng canh. Mình cho 2 muỗng canh ha. Rồi cái dầu nóng lên, cái chảo nóng lên thì mình sẽ cho tôm vào. Nhớ là để lửa nóng nha, mình chiên cái tôm này cho nó chín săn lại nha. Giống như là mình chiên nó vậy đó. Khoảng chừng 1-1.5 phút mình chở mặt con tôm lại nha. Bây giờ mình chai ăn uống hơi tươi với các bạn. Ăn sạch uống sạch để cho giữ gìn sức khỏe. Rồi bây giờ mình chở mặt tôm nha các bạn. Nó vàng một mặt rồi mình chở lại ha. Chở lại mặt kia thêm 1.5 phút nữa cho nó vàng đều rồi mình cho mình nêm gia vị nha. Tôm này là tôm cũng Will Stream luôn, mua trong cái chợ organic hết đó các bạn.
nên là rất là tốt cho sức khỏe ha. Dẫn không? Bây giờ mình bắt đầu cho một muỗng cà phê hạt nấm, hạt nêm vào đây ha. Nếu các bạn ăn đường thì các bạn nêm đường, còn không ăn đường thì không nêm đường ha. Mình sẽ cho một chút xíu đường dừa đó các bạn, coconut sugar. Cái đường này mình chỉ cho nửa muỗng cà phê thôi ha các bạn. Các bạn mà thích nhiều thì cho một muỗng nha. Bây giờ mình trộn đều lên cho gia vị nó thấm vào trong tôm. Rồi mình mới cho cái broccoli vào ha. Bây giờ mình đã vặn lửa xuống medium rồi. Mình chỉ để lửa lớn lúc đầu để cho nó tăng con tôm và nó cháy con tôm nó thơm. Mình sẽ trộn khoảng chừng 1 phút rồi mình cho broccoli vào ha. Khoảng tôm khoảng được chừng 4 phút là được rồi ha các bạn, mình cho cái broccoli này vào. Bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê hạt nấm nữa. Mình trộn nó đều lên ha. Những cái video này sau này là mình chia sẻ những cái loại food healthy các bạn, ăn sạch á. Cho nên là gia vị sẽ rất ít chứ không có nhiều như những cái video trước ha. Nếu mà ai mà thích ăn mà bình thường thì có thể vào những cái video trước để coi. Vì nêm nếm rất là đậm đà, rất là vừa ăn ha. Còn cái những cái video sau này mà mình bắt các bạn thấy mình để là healthy food hay là food ăn uống cho healthy, cho khỏe mạnh á, thì là mình chỉ nêm rất là ít gia vị để cho ăn uống được healthy á, không mặn quá mà cũng không ngọt hết các bạn. Và ít dầu mỡ và xài toàn là đồ organic không ha, organic á, đồ sạch á, không có hóa chất á. Giờ mình sẽ xào trên bếp khoảng chừng 1 tới 2 phút nữa rồi mình tắt bếp. Mình có thể cho tiêu, cho hành gì tùy thích ha. Như vậy là mình đã xong rồi nè, mình tắt bếp ha. Mình cho chút xíu tiêu vào. Rồi, múc ra đĩa và thưởng thức thôi. Món tôm xào mông cải xanh và mông cải vàng của mình đã lên đĩa nha các bạn. Đây, nhìn rất là hấp dẫn phải không? Ăn với cơm thì rất là tuyệt vời và tốt cho sức khỏe nữa. Mình mà muốn ăn những cái món ăn mà tốt cho sức khỏe thì các bạn có thể ăn tất cả những loại rau củ, nhưng mà phải mua rau sạch. Tôm cá thì phải mua loại wild, thì nó không có hóa chất đó các bạn, cho nên là ăn sẽ tốt cho sức khỏe. Chứ không có hạn chế là không được ăn loại này, không được ăn loại kia ha. Các bạn có thể ăn tất cả, nhưng mà ăn uống rau sạch, đừng có ăn uống rau có hóa chất thì có thể giữ gìn sức khỏe được tốt thôi ha. Rồi, video của mình đến đây là tạm dừng nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Nếu yêu thích những món ăn tốt cho sức khỏe của mình thì hãy like, share cũng như là đăng ký kênh nếu như bạn nào chưa có đăng ký. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.